Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại với kênh của Amy. Hôm nay cái bộ phim này nè, Amy đã sơn xong nè các bạn. Đây là cô khách sơn ba mạng nha. Bây giờ những cô khách lựa theo tâm thôi. Rồi bây giờ cái bước thứ hai, Amy sẽ bỏ cái plumbing gel này lên ha, cho hai cái ngón này, để Amy mix một chút xíu cái màu tím đậm này vô cái hai cái ngón màu tím lợt cho có màu thôi nha, cho em không phải vẽ marble nha các bạn. Sau đó thì em sẽ vẽ hai cái ngón này. Rồi bây giờ em bỏ lên một lớp mỏng quét cho đều nha các bạn. Cái treo lon này gọi là blooming treo này nè, là em mua ở nailchef.com nha các bạn, cứ vô website đó mua giùm em. Em không có cái link đây, nó gọi là blooming treo nè, cái hiệu sung nô nè. Rồi bây giờ em sẽ cho một tí xíu cái màu tím, cái màu tím mà sơn ngón út nè các bạn thấy không. Bây giờ là những cái cô khách là thích tâm xịt tâm thôi, nói theo kiểu dân giả của mình đó, em hay gọi là tâm xịt tâm vậy cho nó vui nha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ màu tím vô đây, các bạn thấy nó có cái nó ít thôi, các bạn thấy không, nó có cái treo lên vô cho cái màu mình nó mít ra chứ không phải là giảm mơ bò. Rồi đây cũng vậy, rồi các bạn cho nó mít ra. Nếu mà mình không có cái này, mình bỏ cái màu lên đó các bạn, thì nó sẽ một cái đường thôi chứ nó không có mít vô như vậy. Còn em mày muốn nó mít vô như vậy, đang có một ít màu tím á, màu tím phía dưới của cái ngón út thôi. Rồi sau đó em mày sẽ dùng cái màu đen để em mày vẽ cái mẫu cô khách đã chọn sẵn cho em mày rồi. Rồi còn nếu mà các bạn nào muốn làm marble thì mình chỉ chỉnh sửa đường nét rồi mình ngưng ngay đó thì mình sẽ thành cái mẫu marble nha. Mình bỏ tự nhiên các bạn, cho cái màu nó lam ra thôi. Rồi em mình sẽ cho hơi nha, tại vì đây là màu keo. Ok các bạn, sau đó em mình sẽ dùng màu đen ha. Em mày vẽ, nhưng mà trước khi em mày vẽ lại mình phải lau sơ cái treo lon qua nha, nó đã khô rồi. Nhưng mà mình phải lau trên cái bề mặt, khi mà mình vẽ cái màu đen nó không có bị đứt khúc ha, nó không có bị lem cái màu vẽ của mình đó. Rồi em mày đã lau sơ qua rồi, các bạn thấy vậy nó cũng có cái đẹp của nó. Rồi bây giờ em mày sẽ vẽ màu mỏng màu đen đây. Rồi bây giờ em mày sẽ vẽ trên đây vẽ xuống nha. Đó, các bạn thấy không, nếu mà em mày không có vẽ, không có chùi alcohol qua là các bạn vẽ cái màu đen lên là cái màu đen của mình nó bị mất đường nét liền, cho nên em mày phải bắt buộc phải chùi alcohol qua. Vì cái lớp keo lon nó khô thì khô nhưng mà nó vẫn còn ướt trên mặt đó các bạn. Rồi bây giờ cái ngón này, rồi bây giờ bên đây nữa, cái ngón này thì vẽ hai bên ha. Đó các bạn thấy không, cái màu tím em mình bỏ ở dưới là giống như cái màu nền thôi, màu nền cho nó ẩn hiện trên cái vẽ thôi. Rồi bây giờ lại mình đã xong hai ngón vẽ này rồi đó các bạn, rất là đơn giản để đi sample luôn. Các bạn thấy có một chút xíu tím ẩn hiện lên nó cũng có cái hay của nó. Rồi bây giờ em này sẽ cho hơi rồi qua bên đây nha. Hôm nay thì mình sẽ xây kiều bên đây đó, em này sẽ kéo dưới đây kéo lên. Rồi em này sẽ vẽ những cái đường nét nhỏ. Các bạn nhớ nha các bạn, làm cái màu của treo lon rồi
các bạn muốn vẽ nước sơn thường lên là các bạn phải chùi alcohol qua nha. Cái đó là cái em nhắc các bạn đó, cho cái đường nét của cái lai vẽ nó được đẹp. Bởi vì cái keo lon mặc dù mình đã hơ rồi nhưng mà trên cái bề mặt nó vẫn còn ướt nha các bạn, nó làm mất cái hình vẽ của mình đi. Nên nhiều khi mình làm á mình phải lưu ý. Để em mình không chia sẻ với các bạn cứ làm keo lon các bạn hơ xong rồi các bạn vẽ vô là cái mẫu vẽ của mình nó bị sẽ mất đường nét đi. Rồi cái mẫu đơn giản các bạn rất là cực kỳ đơn giản luôn. Rồi đây là em mình vẽ cái mẫu đó, cái opposite nó thay đổi chút xíu nè. Rồi là em mình đã xong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ nước mắm nha, rất là đơn giản là em mình đã xong bốn mẫu vẽ cho cô khách này đây. Rồi cái bước cuối cùng thì em mình sẽ bỏ nước mắm lên. Rồi bây giờ em mình sẽ bỏ nước mắm, em mình không bỏ kim tuyến nha các bạn, tại vì kim tuyến nó cũng hơi che che rồi. Em mình bỏ thử một tí cho các bạn coi cho nó sao. Mình cũng có thể bỏ một tí kim tuyến vô nữa vì nó không cũng không có đến độ nó che hết. Rồi em mình kéo ít ra nha, cái này em mình phim thôi chứ em mình tính không bỏ kim tuyến, nhưng mà bỏ vô cũng không tệ nè, nhưng mà cũng còn thấy cái hồng. Rồi ở đây cũng vậy, không sao các bạn ơi, nó ít thôi. Rồi bên đây cũng vậy, mình bỏ kim tuyến lên thì nó cũng có nét đẹp của kim tuyến. Rồi cũng còn thấy cái hồng ẩn ở dưới các bạn, không sao ha. Rồi là em mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn, em mình không cần hơ nha. Bây giờ em mình đi những cái ngón không có kim tuyến trước, để kim tuyến mình mới bỏ vô nó chưa được khô lắm, nếu mà mình quét mình sẽ bị chảy kim tuyến. Rồi em mình bỏ ma cái ngón tay không có kim tuyến đây. Rồi rồi đây, rồi sau đó em mình sẽ bỏ quay lại bỏ hai cái ngón cái kim tuyến. Rồi các bạn thấy cái mẫu vẽ hôm nay rất là đơn giản không các bạn, nhìn ở dưới thì nó ẩn hiện như là marble vậy đó, còn có thêm cái design sample design nè. À kim tuyến mình được chạy thì mình kéo cho đều thôi, không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi tay bên đây. Rồi qua tay bên đây cũng vậy, mình bỏ những cái ngón không kim tuyến trước đây, rồi sau đó mình quay lại. Tại vì em mình tính không bỏ là các bạn nên mình bỏ rất là trễ, thì mình sẽ bỏ những cái ngón không kim tuyến trước để mình đợi được tí xíu nó khô á. Các bạn muốn thì bỏ vô đèn cho hơi cũng được, mà tại em mình đó thôi để ok luôn. Em mình bỏ xong rồi mình bỏ lại cũng không sao đó. Cái mẫu vẽ này các bạn có thể áp dụng với bất cứ cái màu treo nào, tùy mình tư vấn khách hàng hoặc tùy cái màu khách lựa thôi nha các bạn. Mình có thể quyển chuyển đổi những cái màu vô pha màu theo cái yêu cầu của khách hàng, hoặc những cái mình pha màu sao mình thấy nó đẹp mình recommend cho khách hàng. Rồi bây giờ bỏ vô đây. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này nha các bạn. Các bạn yêu mến em mình thì các bạn nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ em mình để các bạn không có bỏ lỡ những cái video mới của em mình. Em xin thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.